Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch năm 2020, cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn bộ sản phẩm, đó là sập thờ, ngai thờ, khám thờ, cuốn thư câu đối Hoành Phi, được dát bằng vàng ta và được làm bằng chất liệu từ gỗ mít ta 100%. Đây là bộ sập thờ chân 26, đục rồng trầu mật nguyệt. Chân là chúng tôi đục hổ phù, được làm bằng chất liệu gỗ mít ta. Và video thì đang được quay trực tiếp tại cơ sở 1 Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch nên chúng tôi có làm lễ sửa soạn cúng gia tiên. Thì chúng tôi cũng quay lại để cho các khách hàng tham khảo thêm cái mẫu đồ thờ cúng. Chân là chân 26, kích thước dài 1m97, cao 1m17 và sâu là 1m07. Toàn bộ được dát bằng vàng ta, vàng 4 số 9. Đây là một bộ thờ gia tiên đầy đủ, từ ngai thờ, khám thờ, đế bát hương, cũng như là đài nến, mâm bồng, đũa, chóe, bình hoa. Chúng tôi quay sát lại gần cho quý vị xem các cái nét đục chạm của chúng tôi do những người nghệ nhân. Đây là rồng trầu mật nguyệt, nhưng chúng tôi đã đục rồng hóa mai, hay còn gọi là long hóa mai. Đây đang được đánh giá là bộ đồ thờ cúng đẹp nhất Việt Nam, được dát bằng vàng ta, vàng 4 số 9. Chiếc khám thờ này chúng tôi làm kích thước là dài 1m27, cao 1m27, sâu 47. Và ngai thờ là ngai thờ một thước, theo thước cổ, thước lỗ ban của các cụ ngày xưa. Chúng tôi gọi là ngai thờ một thước. Và khám này chúng tôi làm khám 3 chuồng cửa, đục tứ quý 4 mùa, xuân hạ thu đông, tùng cúc trúc mai. Bên trên chúng tôi chạm long hóa mai, hai phần tai chúng tôi chạm hoa hồng. Quý vị hãy xem kỹ chiếc đế bát hương bằng gỗ mita đây. Rất nhiều khách hàng đang muốn tham khảo cái mẫu mã kỹ này của chúng tôi. Và bên trên này là một bộ cuốn thư câu đối. Bức cuốn thư trên cũng dài 1m97, chạm 4 chữ ẩm hà tư nguyên, đọc từ bên phải sang. Chúng tôi làm chữ Hán nôm, không có phụ đề tiếng Việt. Và bên trái thì chúng tôi chạm là từ hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Bên phải chúng tôi chạm tổ tông công đức thiên niên thịnh, đó là câu đối. Đây là một bộ sập thờ. Chúng tôi đều làm bằng chất liệu gỗ mita, mít ăn quả. Các cái bộ chữ này quý vị có thể tham khảo. Gỗ mita sơn son thép vàng. Bên này chúng tôi làm bức Hoành Phi cũng dài 1m97. Chúng tôi chạm Đức Minh Thế Bảo. Toàn bộ cũng là chất liệu gỗ mita và được dát vàng 4 số 9. Nền chúng tôi chặt gấm. Bên trên chúng tôi chạm ngũ phúc kim tiền. Phía dưới chúng tôi chạm long trầu mật nguyệt. Bốn chữ nho là Đức Minh Thế Bảo. Bốn chữ nho này được sơn then, tức là sơn màu đen. Hoành phi chúng tôi làm 1m97, rộng 67. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các cái video về đồ thờ cúng bằng gỗ mít cũng như đồ thờ cúng bằng gỗ gụ.
Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Quý khách hãy đăng ký kênh để cập nhật các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hơn đầu tháng 8 thì Đồ Gỗ Hiền Lành chúc các cái quý khách hàng an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành cập nhật các cái video mới nhất về đồ thờ cũng như về đồ gỗ phong cách mà cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đưa lên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Quý khách có thể về tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định để xem trực tiếp bộ đồ thờ cúng này. Đây là bộ đồ thờ cúng dát vàng 4 số 9.